chồng người ta. Chuyện kể về bờ biển Châu quanh năm luôn dậy sóng, nơi gắn liền với câu chuyện tình bi tráng. Bờ biển này từng rất hiền hòa, và bên bờ biển có một vương quốc được cai trị bởi vị vua độc đoán. Tâu đức vua, thần xin được thỉnh an người. Thỉnh an ta thôi ư? Vậy thì ngươi lui được rồi. Dạ, thật ra thần muốn được gặp mặt công chúa. Ta không chấp nhận ngươi được điểm gì hết. Buổi kén rể hôm nay kết thúc ở đây. Xin bệ hạ cho hoàng tử được trình bày thêm. Chàng đã đi một chặng đường xa xôi. Ở đây lại đến ngươi lên tiếng sao? Ta khinh một thằng rể sợ ta. Nhưng nếu người ta không sợ thì cha sẽ nổi trận lôi đình và họ sẽ bị chém đầu ngay. Sao còn dám trả lời ta như thế hả? Con chỉ nói sự thật thôi. Tốt nhất xin cha hãy để cho con ở vậy suốt đời luôn đi. To gan, ta nghiêm khắc như vậy không phải vì hạnh phúc của ngươi sao? Lính đâu, mau dám nói vào điện. Từ đó công chúa bị giam bức. Không gian duy nhất nàng có được sự tự do là vườn ngự uyển trước tư thất. Nàng thường khẩy nguyệt cầm nhìn về đỉnh núi xa. Đỉnh núi đó người ta gọi là đỉnh Vân Sơn, nơi có người thủ lĩnh duy nhất không sợ đức vua hùng mạnh. Quân của đức vua đã nhiều lần tiến đánh Vân Sơn nhưng đều thất bại. Dĩ nhiên, đức vua coi chàng như kẻ thù, chưa bao giờ bỏ ý định thu phục Vân Sơn. Hỡi người ở Vân Sơn, chàng có nghe tiếng nguyệt cầm thánh thót nơi đây, chàng hãy tới đem người con gái tội nghiệp này đi đi. Mọi hôm chỉ nghe tiếng đàn cô, hôm nay lại nghe được cả giọng cô. Một chú chim câu có thể nói được hay sao? Đàn cô nói tâm sự từ đáy lòng cô sao? Chim câu đã nghe rõ rồi đó. Đấy quả là những lời từ đáy lòng của ta. Tôi sẽ đi cho anh ta biết. Ê, đừng có nói với anh ta. Có chuyện gì mà ngươi mừng quýnh lên thế, chim câu của ta? Lên ngựa mau và đi tìm công chúa, nàng đang đêm ngày chờ anh đó. Ngươi nói công chúa nào vậy? Nàng công chúa của vương quốc bên bờ biển Châu. Người con gái chưa hề gặp ta mà lại ngày đêm mong đợi ta ư? Tiếng nguyệt cầm của đàn gãy gọi anh như thể cầu cứu vậy. Vương quốc ở bên bờ biển Châu thì ta biết, ông vua độc đoán ấy ta cũng biết, ta sẽ đến đó một chuyến. Lẽ nào là chàng ấy? Ngay giây phút bạch xuống ngựa, anh cảm thấy tim mình thắt lại vì xúc động trước nàng công chúa. Ta là người ở Vân Sơn mà đang tìm đây, nàng bằng lòng lấy ta làm chồng chứ? Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây. Xin chàng hãy đưa em đi. Đức vua phái các do thám tài giỏi nhất tìm công chúa. Cho tới khi hay tin dân chúng ở chân núi Vân Sơn nghe tiếng hát của một người con gái vọng xuống. Tâu bệ hạ, núi Vân Sơn vốn không có nữ nhi, chắc chắn là bạch thủ lĩnh đã bắt cóc công chúa. Toàn bộ cố vấn triều đình được huy động nghĩ cách đối phó tiêu diệt bạch thủ lĩnh. Tâu bệ hạ, đối phó với bạch phải dùng mưu. Ngươi còn không mau nói đi. Kế hoạch của viên cố vấn được chuẩn y. Các sứ giả được phái tới Vân Sơn. Thưa ngài, đức vua của chúng tôi mời ngài tới hoàng cung thăm người. Lẽ nào ông ta không tức giận sao? Người vui mừng khi có được một phò mã như bạch thủ lĩnh. Chuyện này e là không được. Đức vua buồn phiền lắm. Hoàng hậu thì đã đau buồn mà sinh bệnh. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ đưa nàng về thăm cha mẹ nàng. Kế hoạch của đức vua được mãn nguyện. Bạch không mảy may nghi ngờ một âm mưu thâm độc được bày sẵn. Khi công chúa còn mãi nhớ thương mẹ, Bạch đục chuốc rượu có tẩm thuốc nhanh chóng liệm đi. Em nó xuống biển đi. Khi công chúa biết được âm mưu thì các pháp sư đã ném Bạch xuống biển Châu, đọc một câu thần chú để Bạch không bao giờ thoát ra được. Xin trời xanh hãy cứu lấy chàng. Công chúa, chỉ có gió mới cứu được Bạch thôi. Từ đây đi về phía đông, trên đỉnh núi có vị thần gió. Ông đựng tất cả gió trên thế gian này trong 7 chiếc chai. Hãy thuyết phục ông ta cho nàng muốn. Nhưng mà gió sao cứu được Bạch dưới biển sâu được chứ? Nàng hãy hình dung khi tất cả gió trên mặt đất thổi cùng một nơi, cùng một lượt. Gom hết sức lực, công chúa đã lên được đỉnh núi phía đông. Thần gió cứ như đã đứng chờ sẵn nghe nàng bày tỏ nỗi lòng.
Ta chưa từng cho loài người mượn gió bao giờ, nhưng ta sẽ cho con ngoại lệ. Nhớ phải mở tất cả các chai cùng một lúc, và khi mở phải hướng miệng chai xa mặt. Con xin đa tạ thần gió. Nàng công chúa yếu đuối đi suốt ngày đêm, không còn chút sức lực. Mình sẽ chỉ nghỉ giây lát thôi. Ba tên dò thám của đức vua tới tảng đá mà công chúa nằm nghỉ. Họ xem xét cái bọc của công chúa và phát hiện những chai. Ba tên lính đặt chai hướng thẳng mặt và lập tức bị gió dữ cuốn đi. Trời ơi, ba chai gió đã bị mở ra rồi. Gió từ bốn chai đựng còn lại chỉ đủ sức làm biển gầm thét mà không thể đánh bay nước. Công chúa không còn cách giải thoát cho chồng nữa. Nàng hòa vào sóng đến bên chàng. Từ đó, bờ biển Châu luôn lộng gió ghi dấu chuyện tình bi tráng. Và nếu chân trời nơi đâu xuất hiện một đám mây trắng, người ta sẽ nói đó là mây trắng đang đi tìm chồng. Chắc chắn trời sẽ nổi gió. Chú thỏ láo cá. Lạnh quá, hình như sắp có bão hay sao mà gió thế này. Ôi, cà rốt ở đâu mà to và ngon thế? Cuối cùng thì cũng dụ được mày xuất hiện rồi. Trời, thì ra là anh dụ tôi. Đúng, lần này nhất định tao sẽ không để mày chạy thoát đâu. Ấy ấy, có chuyện gì anh cứ bình tĩnh đã. Làm gì mà nóng vội thế? Không vội để mày chạy à? Bao nhiêu lần để mày qua mặt, hôm nay tao phải cho mày một trận mới hả giận được. Ôi, thỏ săn kìa. Hả? Mày... Ui da, sao lại có cái hố ở đây thế này? Hôm nay thì ta chẳng cần ra tay, nhà mày cũng khó sống rồi. Hố kia thế kia thì sao mà lên được? Thôi, ở đây mà chịu chết đi. Ta đi đây, đáng đời nhà ngươi lắm. Chết đến nơi rồi mà còn ở đấy mà cười à? Anh đúng là ngu dốt, chẳng biết gì cả. Thế nên suốt đời cứ bị tôi lừa mãi là phải rồi. Sao mày dám, sắp chết mà chửi ai ngu hả? Anh tưởng mắt tôi kém đến nỗi không nhìn thấy cái hố trước mặt ư? Là tôi cố tình nhảy xuống thôi. Nói phét, khi không nhảy xuống hố làm gì? Anh có thấy rằng trời đang nổi gió rất lớn không? Cây cối trong rừng đang ào ào rung chuyển đó. Thế thì sao? Thì đó là dấu hiệu trời sắp sập chứ sao? Thế nên tôi mới phải nhảy xuống đây để trốn. Chứ ở trên ấy trời sập xuống thì có mà tan xác. Thật, thật thế sao? Mày lại lừa tao phải không? Anh tin hay không thì tùy. Tôi có lòng tốt nên mới nói cho anh biết thôi. Còn nếu thích anh cứ ở trên đó chờ trời sập đi. Gió thổi mạnh quá, lẽ nào nó nói đúng. Trước giờ nó vốn nổi tiếng thông minh mưu trí nhất khu rừng này. Giờ nó chui xuống đó ắt phải có nguyên nhân. Thôi, anh mau tìm chỗ mà trốn đi. Còn đứng ở đó làm gì? Tôi đã có nơi có chốn rồi. Công nhận dưới này ấm thật đó. Chỗ ở đây chứ đâu, tội gì phải tìm chỗ khác. Ôi trời, anh xuống đây làm gì? Đây là chỗ của tôi mà. Tao thích xuống đấy. Chỗ nào là chỗ của mày? Biết thế tôi không nói cho anh. Để anh ở trên đấy cho trời sập tan xác đi. Tự nhiên xuống đây tranh chỗ của tôi, chật quá đi mất. Phải rồi, chỗ này chật nhỉ. Chỉ nên một người ở thôi, đúng không? Ý anh là sao? Đây là cơ hội tốt nhất để trừ khử mày. Tao sẽ ném mày lên kia để cho trời sập tan xác mày luôn. Không, trời sắp sập rồi. Tôi xin anh, đừng ném tôi lên mà. Tôi sẽ chết mất. Xin cho tôi ở lại đây đi. Ở lại đây á? Đừng có mơ, đây là chỗ của tao. Sao, sao anh dám làm thế chứ? Tôi vừa mở lối thoát cho anh đấy. Thì đã sao chứ, bao nhiêu lần mày chơi tao, tao hận còn không hết nữa. Còn muốn tao cảm kích mày sao? Biến đi cho khuất mắt tao. Mày mà nhảy xuống là tao lại ném lên đấy. Ở trên đó mà chịu chết đi. Ngu gì chứ, lừa mãi anh mới nhảy xuống để cứu tôi lên. Cứ ở đó mà trốn trời sập nhé. Đồ ngu, toàn bị lừa mà không biết. Hả? Cái gì? Bị lừa sao?
Lại mất mùa còn thỏ ấy rồi. Ngu ơi là ngu. Con nhà giàu. Ông à, tình hình kinh doanh của công ty thế nào rồi không? Công việc kinh doanh nhìn chung vẫn ổn. Thế sao ông có vẻ lo lắng vậy? Tôi đang lo đến thằng Quân kia. Thằng bé cũng đã sắp tốt nghiệp rồi. Không biết là sau này sẽ như thế nào đây? Thằng bé rất yêu âm nhạc. Có lẽ chúng ta phải giúp đỡ nó chứ. Phải cho nó một nền tảng thật tốt để vững bước vào tương lai. Thế nào hả Quân? Cậu thấy kế hoạch đó của chúng ta ổn chứ? Ổn cậu à, tất nhiên là ổn rồi. Tớ tin là rồi chúng ta sẽ cho ra mắt một ban nhạc nổi tiếng và được khán giả nhiệt liệt chào đón cho mà xem. Ừ, tớ cũng hy vọng vậy. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải huy động được vốn để thành lập ban nhạc, tiền sắm dụng cụ và quảng cáo nữa. Không phải ít đâu nha. Việc ấy thì khỏi lo. À, mình nhớ rồi, quên mất. Cậu có bố là triệu phú cơ mà. Chắc là khó khăn của bọn mình, bố cậu phải tay một cái là xong ngay. Khoản vốn thì cứ để mình lo nhé. Cậu lo các mục khác đi. May quá, cảm ơn cậu. Thế là mình trút được gánh nặng này rồi. Bố rất tiếc, nhưng trong kinh doanh, bố có nguyên tắc của mình. Không thể cho vay nợ một cách tùy tiện được. Nhưng con là con của bố cơ mà. Thế thì khác gì đâu cơ chứ. Số tiền đó có thấm gì so với số tài sản mà bố đang có cơ chứ. Phải, nhưng để có được nó, bố đã phải đổ mồ hôi nước mắt của mình để có được. Thôi, ta thống nhất không nói chuyện này nữa nha. Bố mệt cần phải đi nghỉ ngơi đây. Ông, nó là con trai của ông mà. Sao ông lại nói chuyện với con lạnh lùng hơn cả người ngoài thế hả? Tôi có nguyên tắc của mình, và không gì có thể phá vỡ được nguyên tắc ấy. Nguyên tắc? Cái nguyên tắc của bố cao hơn cả tình bố con hay sao? Con nghĩ thế nào thì tùy con. Nếu con có bản lĩnh thì hãy tự lập nghiệp bằng chính đôi tay của mình, thay vì ngồi đó mà chờ sự giúp đỡ của người khác. Bố, con không ngờ bố lại có thể đối xử với người con duy nhất của mình như vậy được. Nếu con có bản lĩnh thì hãy tự lập nghiệp bằng chính đôi tay của mình, thay vì ngồi đó mà chờ sự giúp đỡ của người khác. Tuyển nhân viên chạy bàn, lương 3 triệu một tháng làm theo ca. Hay là mình xin vào đây làm. Trước hết phải có đủ tiền mà trang trải cuộc sống trước đã. Được, mình sẽ chứng minh cho bố thấy. Nếu không có sự chu cấp của bố, mình vẫn có thể tồn tại được. Dạ, của quý khách đây ạ. Sao giờ này mà nhạc công vẫn chưa đến nhỉ? Dạ, có chuyện gì thế ạ? Đến giờ biểu diễn cho khách rồi mà nhạc công mới báo là không thể đến được, chết thực. Thưa anh, em có thể lên đàn thay nghệ sĩ. Có thật là cậu có thể làm được chứ? Vâng, trước đây em cũng học về nghệ thuật ạ. Những bài hát trong list danh sách kia em có thể đàn được ạ. Thế thì tốt quá. Cậu giúp tôi thì còn gì bằng. Hay quá, hay quá. Không ngờ cậu lại đàn hay thế. Thậm chí còn hay hơn cả nhạc công của chúng tôi đấy. Thôi, từ giờ cậu kiêm luôn biểu diễn cho chúng tôi đi nhé. Chúng tôi sẽ trả cậu mức lương hậu hĩnh hơn 5 lần mức lương chạy bàn hiện tại. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vậy là trong 2 năm cần cù làm việc, chúng ta cũng đã kiếm và vay mượn đủ số tiền để có thể thành lập được ban nhạc của mình rồi. Ôi, tuyệt quá! Tớ thật khâm phục cậu đấy. Từ một cậu ấm mà cậu có thể lăn lộn tự kiếm tiền sinh sống,
và có thể dành dụm được một món kha khá để chúng ta thực hiện được ước mơ. Nhưng đúng là thực tế cuộc sống chính là trường đại học tốt nhất. Quãng thời gian biểu diễn ở quán cà phê đã cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Kính thưa quý vị, xin mời đến với tiết mục biểu diễn độc đáo của nhóm nhạc Marine mới thành lập thưa quý vị. Khá lắm con trai, bố tự hào về con. Bố, con cảm ơn bố. Ai tốt hơn? La la la, la 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 la. Hôm nay trời mới đẹp làm sao? À, trời ạ, anh làm tôi hết cả hồn. Ừ, anh dê đấy à. Tôi đang tập thể dục buổi sáng đấy mà. Đấy, anh thấy không? Cao lớn có lợi thế đấy. Tội nghiệp họ nhà dê các anh, thấp bé nhiều lúc chắc cũng bất tiện lắm nhỉ? Có gì mà bất tiện chứ, tôi còn thấy thoải mái là đằng khác. Chứ đi đâu cũng phải vác theo cái thân hình cồng kềnh như anh thì mệt lắm. Thế bây giờ tôi đố anh làm được như tôi nhé. Lá trên này ngon lắm, anh đã bao giờ được thưởng thức chưa? Bà trên này gió cũng mát lắm, anh ở dưới ấy có nóng lắm không? Được rồi. Thế bây giờ anh xem đây nhé. Anh làm gì thế? Anh Hưu ơi, qua cái hang sang bên này có cỏ non xanh lắm, lại có nước nguồn ngọt liệm nữa chứ. Anh sang đây ăn uống với tôi cho vui đi. Được, có gì mà không được chứ. Á, ôi da, tiếc quá, cỏ non nước ngọt thế này mà chẳng bao giờ anh được nếm thử. Nước suối làm sao ngon ngọt thế này được cơ chứ. Cao vẫn tốt hơn, thấp là tốt nhất. Cao, thấp, cao, thấp. Ê, hai cháu có chuyện gì mà tranh cãi nhau thế? Bác Gấu ơi, cháu với Hưu đang tranh cãi xem cao hay thấp thì tốt hơn. Thấp vẫn tốt hơn bác nhỉ. Có thể chui vào những chỗ nhỏ hẹp tìm thức ăn, có thể trốn thoát dễ dàng khi bị kẻ thù đuổi bắt. Cứ cồng kềnh như Hưu thế kia thì chạy sao được phải không ạ? Cao vẫn hơn chứ. Có thể tìm thức ăn ở những nơi mà người khác chẳng thể với tới được, lại có tầm nhìn xa, phát hiện kẻ thù từ xa thì mới chạy thoát kịp thời được chứ. Thấp tốt hơn, cao tốt hơn, thấp, cao. Chỉ nhìn thấy điểm mạnh mà không nhìn thấy điểm yếu của mình thì chẳng ai đúng đâu các cháu ạ. Ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Đừng chỉ nhìn vào những điểm mạnh của mình rồi chỉ trích người khác, bởi có những lúc điểm mạnh lại là điểm yếu, còn điểm yếu lại quá điểm mạnh đấy các cháu ạ. Nếu tự nhiên có một chùm nho chín mọc tít trên cây cao kia, không có Hưu giúp đỡ, dê con làm sao lấy được? Ngược lại, Hưu mà muốn uống nước nguồn trong hang, thì chỉ có dê mới giúp đỡ được thôi. Chúng ta phải dựa vào điểm mạnh của mình để giúp đỡ lẫn nhau mới đáng khen. Các cháu hiểu chưa nào? Cháu hiểu rồi bác Gấu ạ. Cháu cũng hiểu rồi ạ. Cháu đã biết điểm yếu, điểm mạnh của mình, từ nay sẽ không chế giễu người khác nữa ạ. Trở về với tình mẹ. Mẹ đừng có ép buộc con. Bình, nghe lời mẹ đi con. Phải học hành đến nơi đến chốn thì mới có công ăn việc làm ổn định con ạ. Con trượt đại học rồi, con không thích học nữa, con muốn đi kiếm tiền. Mày đến có chuyện gì? Có chuyện quan trọng đấy. Với tao, giờ chẳng còn gì quan trọng ngoài tiền hết. Thì là tiền đấy. Thật sao?
Như nào? Mày nói đi. Thằng Quân, nó nghe ngóng được chuyến tàu ngày mai người ta chở hàng nhập khẩu đắt tiền từ nước ngoài về. Nó rủ lên đó, biết đâu chụp được ít đấy. Nhưng mà trộm cắp nhỡ bị bắt thì sao? Cơ hội nghìn năm có một đấy. Mày không tham gia thì quá phí. Mà mày không định kiếm tiền trả nợ, chúng nó lại đến đánh cho chết đấy. Được rồi, mai tao sẽ trả lời mày. Thế nha, mai tao qua. Đánh liều một phen, phen này thành công sẽ có tiền trả nợ, còn không thì... Bình ơi, nhanh lên, hàng sắp đến rồi. Ừ, đi. Kia, mẹ. Bình, con. Đúng là con rồi, cuối cùng mẹ cũng tìm được con. Mẹ lên tìm con làm gì, mẹ về đi. Bình, về với mẹ đi con. Nhìn con kìa, có còn ra cái hồn người nữa không? Con không về. Mẫu lên mày, kẻo lỡ mất bây giờ. Mẹ về đi, khi nào con kiếm được tiền, giàu rồi thì con mới về. Giờ con đang bận phải đi làm rồi, mẹ về đi. Từ từ đã con, mẹ mới đan mấy cái áo len cho con. Mùa đông rét mướt lạnh như thế này, con không có áo ấm, cảm lạnh thì sao? Mẹ. Hừ, lắm chuyện quá, thôi kệ mày, tao đi một mình đây. Mẹ, đường xa, trời thì lạnh, sao mẹ không ở nhà, đem áo cho con làm gì, con lớn rồi, con tự biết lo chứ. Tự lo, mà trông gầy gò tiều tụy thế này à, về nhà đi con. Con không về đâu, con đã quyết tâm bao giờ có tiền mới về, thôi mẹ về đi, con còn có việc phải đi gấp nữa. Bình à, con có biết là từ ngày con đi, lòng mẹ ngày nào cũng như lửa đốt không, chỉ nơm nớp sợ con bị cám dỗ bởi những cái xấu nơi phố thị. Cuộc đời nhiều điều khó lường lắm con ơi. Mẹ à, nhưng mà đợi kiếm được đồng tiền lương thiện thì khó lắm. Khó hay không là do mình. Con lên thành phố, trong tay không có gì thì khó, vì thế mà cần phải học hành, có kiến thức thì ra đời mới có người cần mình. Về với bố mẹ đi con chưa nghĩ cho con thì hãy nghĩ cho bố mẹ chứ. Con... Trời đang trở gió, lạnh lắm, con mặc cái áo này vào kẻo ốm. Mẹ, con đã bỏ nhà đi rồi, sao mẹ không trách mắng con? Vì con là con của mẹ mà, thương còn không hết, sao lại trách được? Con biết con sống thế nào, thì bố mẹ làm sao mà sống yên được? Con về, muốn học đại học thì ôn thi lại, nếu không thì học lấy một cái nghề rồi làm ăn con ạ. Thật lòng, con cũng muốn về lâu rồi mẹ ạ. Nhưng con đã sai, con đâu dám về nhà nữa. Có đứa con nào không mắc lỗi với ba mẹ đâu con. Chỉ cần con biết sai và sửa sai là được rồi. Những bát phở nghĩa tình. Con, mua gì? Em... Lại xin ăn chứ gì? Nhìn mày là đã thấy chẳng có tiền rồi. Thôi, đi đi để người ta còn bán hàng. Mới sáng sớm ngày ra. Em có tiền, nhưng... Vậy à, đâu nào? Tiền đâu? Tiền đâu nào? Cái gì? Mấy nghìn bạc mà đòi ăn phở hả? Anh ơi, anh bán cho em đi. Em sẽ cố gắng trả anh khi em có tiền. Nhiều đây là tiền em đi làm buổi sáng. Chỉ được có từng này... Mai em sẽ làm nhiều hơn để lấy tiền trả anh. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Ba xem đi, thằng bé này nó có mỗi vài đồng tiền lẻ mà cứ kỳ kèo ăn chịu. Ai lại chịu bát phở cơ chứ? Miếng ăn vào miệng rồi thì đòi ở đâu ra? Thôi bán cho nó, mai nó trả. Sao lại bán cho nó? Cứ làm đi, trông thằng bé ấy thật thà. May cho cậu là ba anh tốt bụng đấy nhé. Cháu cảm ơn. Nhất định cháu sẽ trả. Đây, cháu cầm lấy đi. Cháu gửi ạ. Từng này đủ rồi, suốt ngày thế này thôi. Từ mai cứ từng ngày là mua được. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu chào bác. Sao ba lại làm thế? Nó quen thân đi rồi, nó cứ ăn không. Suất đấy còn là suất đặc biệt đấy. Ba nghĩ tô phở đấy thật sự quan trọng với thằng bé. Nhìn nó rất tội. Những ngày sau,
thằng bé kia hai hôm nay không tới, chẳng biết thế nào nhỉ? Chắc là thằng bé không còn cần đến những bát phở đó nữa. Ôi! Ba tôi làm sao thế này? Anh bình tĩnh, ông cụ bị tai nạn, chúng tôi đã cấp cứu vết thương bên ngoài, nhưng có một vấn đề người nhà nên biết. Vấn đề là gì ạ? Ba tôi nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Ba anh bị tổn thương mắt nghiêm trọng, nếu như không có giác mạc thể thai, tôi e rằng ông cụ sẽ khó có thể phục hồi tài thị lực. Nghĩa là sao ạ? Bác sĩ đang nói ba tôi có thể mù sao? Nếu may mắn thì có thể có người hiến giác mạc. Tôi đã liên hệ với bên trung tâm phía trên, mong sẽ có kết quả sớm. Vừa mới có người hiến tặng giác mạc, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép cho ba anh ngay. Thật hả bác sĩ? Thật sự cũng là điều may mắn với nhà anh. Nhưng người cho giác mạc là một người vừa qua đời tại bệnh viện ngày hôm qua. Người nhà đã đồng ý hiến giác mạc. Thật vậy sao bác sĩ? Sau khi ba tôi phẫu thuật xong, tôi có thể gặp họ được không ạ? Là em sao? Bác sĩ ở bệnh viện bảo anh đến để gặp người hiến giác mạc cho ba anh. Chẳng nhẽ? Dạ, vậy bác đã khỏe lại chưa ạ? Ba anh tỉnh lại rồi, cuộc phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói sẽ sớm hồi phục thôi. Vậy tốt quá rồi. Nhưng tại sao em lại biết? Và người hiến mắt cho ba anh chẳng nhẽ là... Dạ, tại khi bác nhập viện, phòng của bác ở cạnh phòng ba em, nên em biết hơn 2 tháng nay ba em nằm viện điều trị viêm tụy, nhưng bệnh tình mỗi ngày một nguy kịch hơn. Khi biết tình trạng của bác và biết bác là người đã giúp đỡ ba con em trong suốt thời gian qua, ba em đã quyết định hiến giác mạc cho bác sau khi qua đời. Cho nên... Cảm ơn em vì những điều em đã giúp anh nhìn thấy. Trong cuộc sống luôn luôn có nhân quả. Chúng ta cần gieo những nhân tốt để có thể có những cái cây tốt trong cuộc đời. Chuyện chàng ngốc. Đói quá à. Từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Thử linh tỉnh một buổi xem thế nào. Ai dè cũng chẳng sơ muối được gì. Thời buổi này kiếm ăn sao khó quá. Chúc mừng gia đình. Chúc mừng gia đình. Xin mời mọi người cứ dùng tự nhiên cho. Văn Lợi nhà tôi đổ phó bản, đúng là rạng danh cả họ. Nay là ngày quan phó bản đi nhậm chức, xin mời mọi người nâng chén chia vui cùng gia đình. Chúc mừng gia đình. Hay quá, có cách rồi, theo tôi vào đây. Nhưng ta đâu có quen nhà người ta, tự dưng sao vác mặt vào được chứ. Đừng có nói nhiều, cứ theo tôi. Ôi, xin chúc mừng gia đình, chúc mừng người bạn đồng môn thân thiết của tôi. Ai thế nhỉ? Tôi cũng không biết. Xin hỏi, chẳng hay hai anh là thế nào với Văn Lợi nhà chúng tôi? Dạ, chẳng giấu gì bác. Chúng cháu với con của bác, trước cùng lên kinh ứng thí, tình cờ gặp gỡ rồi kết bạn tâm giao. Đã từng cùng chia nhau chén cơm manh áo, ngủ chung giường, tình cảm vô cùng thắm thiết. Ồ, ra vậy, quý hóa quá. Xin gia đình thứ lỗi, hôm nay chúng cháu tình cờ đi ngang qua đây mới biết tin, thành ra chẳng kịp chuẩn bị quà cáp gì, mạo muội vào để có lời chúc mừng người bạn đồng môn thân thiết. Hai cháu đừng khách khí, có gì đâu, tiện đây gia đình có mâm cỗ mọn, mong các cháu đừng từ chối. Ơi, được ăn cỗ thật hả? Siêu thật đấy. Có mỗi gánh khoai mà Bu cũng bắt mang lên tận chợ tỉnh bán, chẳng biết có lãi được đồng nào không.
chỉ thấy mệt bở hơi tay ra. Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, khổ cái thân tôi quá. Đã từng cùng chia nhau chén cơm manh áo. Ồ, ra vậy, quý hóa quá. Ơi, hay quá, cơ hội đây rồi. Cứ bắt chước theo anh ấy, thế nào ta lại chẳng được một bữa no. Chúc mừng, xin chúc mừng gia đình. Ồ, xin cảm ơn cậu. À, xin gia đình thứ lỗi. Hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua đây mới biết tin, thành ra chẳng kịp chuẩn bị quà cáp gì. Đâu có sao, chuyện ấy thì quan trọng gì chứ. Phải đấy, mà để tiện xưng hô, chẳng hay anh là... À, chẳng giấu gì cô chú, cháu với con của cô chú tình cờ gặp gỡ rồi kết bạn tâm giao. Đã từng cùng chia nhau chén cơm manh áo, ngủ chung giường. Tình cảm của chúng cháu phải nói là vô cùng thân thiết. Hả? Dạ, đúng vậy. Cái gì? Dạ. Anh nói gì hả? Hôm nay là ngày xuất giá của Ái Liên con gái ta. Mà anh dám nói từng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, tình cảm vô cùng thấm thiết với con gái ta sao? Người đâu? Dâng cho hắn một trận cho ta. Dám phỉ báng, bôi nhọ thanh danh con gái ta. Ôi, sao thế? Sao thế? Á! Ôi, ôi, tha cho tôi đi mà. Tha cho tôi. Giá trị cuộc sống. Nhớ cẩn thận, kẻo hỏng hết hàng của ông đấy nhé. Chuyến này trừ đầu trừ đuôi xong, lãi vỏn vẹn được có 50 đồng bạc. Chán thật. À, làng bên có người đang bán gỗ, nghe nói giá hời lắm. Chiều ta phải sang đó xem sao. Vâng, mà ông vừa đi chuyến dài ngày về, nghỉ cho lại sức đã. Nghỉ là nghỉ thế nào, tiền nghỉ ai bù vào cho ông? Một thời gian sau. Con mời ông dùng bữa ạ. Ông không ăn đâu, miệng cứ nhạt toẹt, ăn không thấy ngon. Đã gần tuần nay rồi ông chẳng ăn uống gì, ngủ thì chập chờn, mê sảng. Cứ thế này con e có khi ông chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông đừng có nói gỡ như thế chứ, ông còn trẻ khỏe thế này cơ mà. À đúng rồi, con có nghe nói trên núi Phong Lai có vị thần y có thể chữa được bách bệnh đấy ạ. À? Thần y ư? Người hãy lên núi một chuyến xem sao. Vâng. Nhớ đi sớm về sớm nghe không. Thôi con đi kẻo muộn ông nhé. Ừ, con mau đi đi. Chào ngài, ngài cho con hỏi, ngài có phải là thần y không ạ? Tôi không phải là thần y, chỉ là một người biết chút về y học thôi. Nếu anh không chê, tôi sẽ khám cho anh. Vâng, được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn ngài. Người bị bệnh không phải là con, mà là ông chủ của con. Lúc nào ông ấy cũng lo lắng, cảm giác bồn chồn bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm ngủ thường hay mơ sảng, giật mình thon thót như kiểu có ai dọa vậy á. Ông chủ của con làm nghề buôn bán, lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Ta hiểu rồi. Bên trong này có ghi rõ phương thức chữa bệnh, anh chỉ cần nói ông ấy nhất nhất làm theo thì sẽ khỏi. Dạ con biết rồi, cảm ơn ngài. Ông ơi con đã về rồi đây. Thế nào, có gặp được thần y không? Ngài không nhận mình là thần y, nhưng ngài có cây đơn cho ông đây ạ. À? Đi bộ trên cánh đồng quê, chơi với con, thăm bạn bè người thân ư? Thật nhảm nhí. Ông cứ thử đi ạ, à, biết đâu có hiệu quả thì sao. Chứ con thấy ông ở nhà mệt mỏi thế này cũng không phải là cách. Lâu lắm rồi ta mới có dịp đi bộ ngắm cảnh như thế này. Thật không ngờ quê ta lại yên bình và đẹp đến thế. Dạ, mời ông thưởng thức dưa chín bói đầu vụ của nhà con ạ. Chà chà, dưa ngọt mát quá.
Ngươi cũng thử một miếng đi ớt. Con đang viết chữ đó hả? Để cha xem nào. Chữ này sai rồi, để cha chỉ cho con viết lại nhé. Vâng ạ. Bà ăn đi, dạo này nhìn bà gầy quá. Lâu lắm rồi gia đình mình mới quay quần bên mâm cơm thế này. Ước gì ngày nào cũng thế này ông nhỉ. Ừ, những lúc tôi nóng có hơi nặng lời, mình hãy quên đi nhé. Vâng, ông Đinh có nhà không vậy? Ông còn dám vác mặt tới đây ư? Hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi ông chứ không phải có ý gì khác. Chỉ vì tham chút tiền lời mà tôi đã chặn mất nguồn làm ăn khi ông còn đang gặp khó khăn. Thật không phải, tôi biết giờ có nói gì đi chăng nữa cũng đã quá muộn. Bây giờ ông có chửi mắng tôi thế nào, tôi cũng xin nhận. Chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Tôi mới được biếu ít trà thượng hạng, chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé. Không biết ông ấy gọi chúng ta đến có việc gì nhỉ? Hôm nay tôi mời mọi người tới đây, trước là để xin lỗi, sau là để thanh toán số tiền còn nợ, cũng như số tiền đã khấu hao trước đây. Mong mọi người hãy bỏ qua cho tôi. Tôi biết mọi người vẫn còn chưa tin, nhưng tôi đảm bảo, từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện tương tự như trước đây xảy ra nữa. Nếu vậy chúng tôi cũng không trách cứ nữa. Sau này có việc gì cần giúp á, thì ông cứ gọi, chúng tôi sẵn sàng. Ừ, đúng vậy. Một tháng sau, nhờ vị thuốc của ông mà bệnh của tôi đã khỏi hẳn. Thật tình ông không có bệnh, mà chỉ thiếu đi vị thuốc để làm cuộc sống hạnh phúc hơn. Vị cuộc sống ư? Xin ông nói rõ hơn được không ạ? Ông thấy đây, xung quanh chúng ta là cả một bầu trời rộng lớn, nhưng chúng ta lại chỉ chú tâm tới một vài điểm mà bỏ qua những thứ khác. Cũng giống như chúng ta bị cuốn vào vòng danh lợi mà quên mất những phút nghỉ ngơi, vì bận rộn mà quên đi hạnh phúc hiện tại, và luôn giữ khư khư những mối thù hằn vụn vặt ở trong lòng. Lâu dần tích tụ lại sinh ra sự phiền muộn bệnh tật. Vì thế hãy biết dĩ hòa vi quý, thì bệnh tự khắc hết, hạnh phúc sẽ bền lâu. Bây giờ thì tôi đã hiểu, cuộc sống này tiền không phải là tất cả, mà những mối quan hệ tình cảm bên cạnh mới quý giá. Cảm ơn ông đã giúp tôi nhận ra điều đó. Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Ngày xưa, ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ, có một người phụ nữ quá chồng, sinh được hai cô con gái xinh đẹp. Bà đặt tên cho hai cô là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Hai cô đều rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, khiến nhiều người ghen tị với bà. Hai cô rất yêu thương nhau, đi đâu họ cũng tay trong tay cùng nhau. Hai chị em ta sẽ không rời xa nhau suốt đời. Muôn thú trong rừng rất quý mến, thân mật với hai cô, và chúng không bao giờ làm hại tới họ. Họ thân thiết với nhau tới mức hai cô cho thỏ ăn trên tay mình. Họ vui đùa bên cạnh những chú hoẳng đang gặm cỏ, nhảy nhót cùng những chú hươu, hát véo von cùng những chú chim non trên cành. Những khi muộn quá không về nhà được thì hai chị em nằm cạnh nhau trên những đám rêu và ngủ lại ở đó đến sáng. Bà mẹ cũng biết vậy nên chẳng lo âu gì. Hè đến thì Hồng Hoa làm việc nội trợ. Bạch Tuyết, ngoài trời tuyết rơi nhiều lạnh quá, ra đóng cửa lại đi con. Quay vào thì lấy sách cho mẹ đọc luôn nhé. Vâng thưa mẹ. Hồng Hoa, ra mở cửa đi con, chắc có người muốn xin trú nhờ. À! Mọi người đừng hoảng sợ, tôi không làm hại mọi người đâu. Vì tôi rét quá nên muốn sưởi nhờ một lát thôi. Khổ thân cậu, lại gần đây mà sưởi, nhớ cẩn thận không xém lông nhé. Hai đứa mau dậy đi, không phải sợ, gấu không làm hại hai con đâu. Các bạn giúp tôi rủ hết tuyết trên lưng xuống được không? Cậu cứ nằm đấy mà sưởi cho ấm, chứ bên ngoài lạnh lắm. Mùa xuân đến, giá lạnh không còn, thời tiết ấm áp hẳn lên. Hôm nay tôi phải đi rồi, hè này tôi không thể tới đây được. Vậy bạn đi đâu? Tôi phải vào rừng để giữ lấy của cải,
không cho những tên lùn xấu xa lấy mất vào mùa đông lạnh giá, băng tuyết phủ trên mặt đất, thì bọn chúng phải ở dưới đất. Nhưng nay mùa xuân đã đến, ánh nắng làm tan đi băng tuyết, thì bọn chúng lại chui lên và tìm cách lấy trộm của cải của tôi. Ừ, vậy thì bạn phải đi thật rồi. Hãy trở lại bất cứ khi nào bạn muốn nhé. Có gì như vàng dưới chân của gấu ấy nhỉ? Chị ơi, có gì động đậy trong đám cỏ dưới gốc cây ấy chị ạ? À? Sao các ngươi cứ đứng mãi đây, còn không mau cứu ta ra? Bác làm gì mà bị như vậy? Ta bảo cứu thì cứu đi, sao các ngươi tọc mạch thế hả? Ta muốn chặt cây lấy củi đun bếp nhưng không may bị vướng vào đây. Ôi bộ râu đẹp đẽ của ta. Các ngươi còn cười được à? Đồ nhảy ranh miệng còn hơi sữa kìa. Râu cuốn chặt quá, không thể nào kéo ra nổi. Để tôi đi tìm người đến giúp. Không cần, hai ngươi là đủ rồi. Mau mau nghĩ cách giúp ta, nhanh lên. Ông đừng nóng, tôi có cách để cứu ông. Đồ ác độc, chúng mày dám cắt râu đẹp của ông, rồi chúng mày sẽ bị quỷ sứ xử tội. Chị nhìn kìa, con phượng hoàng đang bay lượn trên đầu chúng ta. Hình như nó đang cắp theo gì đó. Ông có sao không? Chị em tôi giúp được gì cho ông không? Không nhìn thấy ta đang đau muốn chết đây à? Gặp các ngươi thật là suối quẩy. Đi đi, không phải việc của các ngươi. Lại ngài, mong ngài tha tội cho con. Con xin dâng cho ngài số ngọc kia. Xin ngài cho con một con đường sống. Đồ trộm cắp, ngươi mà không từ bỏ cái bản tính xấu này, lấy cắp đồ đạc của mọi người, ta sẽ cho ngươi biết tay. Vâng, tôi không dám nữa đâu thưa ngài. Xin ngài tha tội chết, tôi xin trả lại ngọc quý cho ngài. Ta là hoàng tử, tên lùn kia đã lấy cắp của cải của ta và phù phép làm ta trở thành gấu, phải sống lang thang ở rừng tới khi nó trả lại viên ngọc thì ta mới được trở lại thành người. Thì ra là vậy, chị em tôi xin chào hoàng tử. Ít lâu sau, Bạch Tuyết và hoàng tử thành thân, còn Hồng Hoa thì kết hôn với em trai của hoàng tử. Thế là bốn người họ cùng mẹ già sống vui vẻ với nhau. Chuyến du lịch đáng nhớ. Chà chà, mẹ hôm nay làm nhiều món ngon thế này cơ mà. Hiếu, ăn đi con. Chỗ này là thăn chuột của con bò. Mỗi con chỉ có một ít bé xíu thôi, nhưng mà chính chỗ này lại là phần ngon nhất đó. Con không thích, con không ăn đâu. Con không thích ăn những món này. Con chỉ thích ăn xúc xích rán thôi. Sao mẹ không làm xúc xích rán cho con? Hiếu, ăn xúc xích nhiều không tốt đâu con. Đây toàn là những món ngon, bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Con ăn xong rồi, con lên phòng đây. Chúng ta chiều con quá rồi anh à. Cứ để lâu ngày như vậy, con mình sẽ hư mất. Để anh nghĩ cách xem. Ba ơi, con mang cả con Ti Ti đi du lịch nữa nhé. Ừ, thế cũng được. Con muốn về nhà. Sao ba nói đưa con đi du lịch cơ mà sao lại đến chỗ xa lắc vắng người thế này? Con không biết đó thôi. Người ta gọi đây là du lịch trải nghiệm. Chúng ta sẽ xin vào sống cùng với người ở địa phương để khám phá tập quán, văn hóa của họ. Rất thú vị con à. Ôi, biết thế này con không đi nữa. Ở nhà đi khu vui chơi thích hơn. Ba, chúng ta thuê xe về thôi. Thôi chết, làm sao giờ? Ba bị rơi ví rồi. Để ba gọi cho mẹ cầu cứu nha. Ôi chết, hôm qua ba quên không sạc pin. Chúng ta tạm thời phải ở lại đây thôi con.
Đúng ra là cha con chúng tôi ở trọ nhà bác mấy hôm, nhưng chiều nay tôi bị rơi mất ví. Bác có thể cho cha con chúng tôi ngủ nhờ được không? Bù lại chúng tôi sẽ làm việc cho bác. Được, mai tôi sẽ dẫn hai cha con đi bẻ ngô. Bẻ ngô? Mình không được đi chơi sao? Ơi, du lịch cái kiểu gì vậy? Mai con không đi làm có được không? Được, nếu con có thể chịu được đói và lạnh. Nếu không làm thì sẽ không có chỗ ở và cũng không có đồ ăn, cũng chẳng có tiền về nhà. Con xin bát cơm ạ. Bác ơi, cho cháu xin bát cơm. Hết rồi cháu à. Bác ơi, cho cháu xin bát cơm. Thôi, cháu no rồi ạ. Thôi, con cũng no rồi. Lúc nãy tớ nhường cơm mà cậu không ăn. Lúc đó tớ mới nhớ ra là mẹ cũng mới chỉ ăn có một bát, nên nhường lại cơm cho mẹ. Nhường cơm cho mẹ ư? Còn đói không con? Con ạ. Thế sao lúc nãy không ăn hết chỗ cơm? Con thấy còn chút xíu cơm nên nhường cơm cho bạn AK, nhưng bạn ấy lại nhường cơm cho mẹ mình. Con thấy không? Ở nhà cơm canh ngon ngọt nhưng lúc nào con cũng để thừa. Còn ở đây, bạn AK chịu đói để nhường cơm cho mẹ. Ba ơi, con đã không biết còn nhiều người khó khăn như vậy. Con rất may mắn vì có ba mẹ luôn cho con đầy đủ mọi thứ. Nhưng con lại không ngoan. Con trai của ba giờ đã lớn rồi, đã biết quý trọng đồ ăn, còn biết chia sẻ, nhường đồ ăn cho bạn nữa. Chuyến đi này xem ra rất ý nghĩa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!